Xin chào bà con, tôi Ngô Đắc Thắng, công tác tại Công ty Ong Trung ương. Phần sinh học ong mật tôi đã trao đổi bà con một vài nét về video trước. Hôm nay tôi tiếp tục trao đổi với bà con những một số nét về kết cấu của tổ ong để bà con nghiên cứu và vận dụng trong quá trình sản xuất. Xin thưa bà con, qua nghiên cứu những đàn ong sống tự nhiên ở trên rừng hoặc trong các đõ của đồng bào dân tộc hoặc trong hang đá hốc cây, qua nhiều năm nghiên cứu thì người ta mới biết rằng là cái kết cấu của tổ ong là thế nào. Thì kết cấu của tổ ong trong tự nhiên là nó thường là gồm nhiều bánh tổ mà theo phương thẳng đứng với mặt đất, vuông góc với mặt đất, chứ không thể xây ngang xây ngửa được mà phải vuông góc với mặt đất. Và có nhiều bánh tổ, mỗi bánh tổ có một khoảng cách thích hợp để cho hai con ong xây bánh tổ và làm việc ủ con, giữ nhiệt độ, là khoảng cách làm sao hai con ong quay lưng vào nhau vừa bò, rộng quá không được và hẹp quá không được. Cho nên từ cái nghiên cứu cụ thể ở những đàn tự nhiên, cho nên mình kết cấu của nó, người ta mới nghiên cứu ra những cái bánh tổ thùng nuôi ong cho bà con nuôi hiện tại. Xin thưa bà con, kết cấu của tổ ong là như thế. Trong tổ ong nó có nhiều bánh tổ, mỗi bánh tổ có nhiều lỗ hình lục giác. Loại hình lục giác nhỏ thì nở ra ong thợ, loại hình lục giác lớn thì nở ra ong đực, hình chóp thì nở ra ong chúa. Thì bánh tổ thường được xây theo một chiều hướng về cửa tổ của nó. Mỗi một trên bánh tổ có nhiều loại bánh tổ, có nhiều loại lỗ tổ. Trên một bánh tổ có nhiều loại lỗ tổ. Lỗ tổ thứ nhất là lỗ tổ ong thợ, chiếm đại đa số của bánh tổ, khoảng một mặt bánh tổ khoảng 2.500 lỗ. Đấy là một mặt. Còn là lỗ, loại lỗ tổ khác như lỗ tổ ong thợ, lỗ tổ ong đực, lỗ quá độ, lỗ chứa mật và vũ chúa. Đấy là lỗ tổ loại chiếm đại đa số là lỗ tổ ong thợ. Lỗ tổ đặc biệt hay người ta gọi cách khác là mũ chúa. Mũ chúa là chuyên để bồi dục ong chúa, chỉ xuất hiện trong mùa chia đàn hoặc thay thế tự nhiên hoặc là khẩn cấp tạo chúa. Nhưng tùy từng trường hợp khác nhau mà kích thước mũ chúa cũng khác nhau. Mũ chúa trong điều kiện xây được ở mùa chia đàn tự nhiên khẩn hoặc là thay thế tự nhiên thì nó to hơn, dài hơn, thường ở phía dưới và hai mép bánh tổ. Còn lỗ tổ thứ loại bánh tổ khẩn cấp tạo chúa là nó cải tạo lỗ ong thợ có sẵn ấu trùng ong thợ ở vòng đẻ trứng, cho nên mũ chúa thường là nằm ngang theo như lỗ tổ ong thợ, và mũ chúa có kích thước nhỏ hơn vì nó cải tạo lỗ ong thợ thôi, có sẵn ấu trùng ong thợ và cho ăn chúa chúa. Đấy. Mũ chúa bình thường, mũ chúa chia đàn tự nhiên hoặc là thay thế tự nhiên thường có kích thước từ 7,2 đến 8 ly. Đấy. Thường 7,2 đến 8 ly. Và chủ yếu chỉ để bồi dục ong chúa. Còn lỗ tổ thứ ba, loại lỗ tổ thứ ba là lỗ tổ ong đực. Lỗ tổ ong đực là cũng là hình lục giác, nhưng nó có kích thước to hơn lỗ tổ ong thợ. Thường xây ở hai góc bánh tổ hoặc phía mép dưới của bánh tổ. Thì lỗ tổ ong thợ này, ong đực này chuyên chỉ để nở, chỉ đẻ ra trứng đực và nở ra ong thợ, ong đực. Nhưng vào mùa mật, vào mùa thu hoạch thì đôi khi cũng thấy ong chứa mật cả vào lỗ ong đực, ong đực này. Và lỗ tổ, cái số lượng mũ chúa, số lượng lỗ tổ ong đực
thường ít hơn các loại lỗ tổ là của ông đó. Nhưng mùa phát triển chia đàn thì nó xây cũng khá nhiều ở phía dưới và hai góc. Lỗ tổ, loại lỗ tổ nữa là lỗ tổ đặc biệt, là cũng hình lục giác. Nhưng có cái lỗ tổ đặc biệt thế này, nó gọi là giáp danh giữa cái lỗ tổ động mật, là giáp danh giữa vòng con và lỗ tổ động mật, là cái lỗ giáp danh thì nó chỉ để chứa mật và chứa phấn thôi. Cái lỗ quá độ cũng như vậy, là lỗ chuyển tiếp giữa bánh tổ ông thợ và ông đực. Thế xin thưa bà con, kết cấu tổ ong thế này thì ta vận dụng như thế nào trong quá trình nuôi ong của chúng ta, vì đây nó là cái quy luật đặc biệt, đặc điểm sinh học của nó rồi. Không rộng được rộng quá. Qua nghiên cứu từ đó của bà con nuôi, đó của bà con dân tộc nuôi, hoặc hang đá trong, nó xây tự nhiên trong hang đá hốc cây, thì ta thấy khoảng cách giữa bánh tổ nọ đến bánh tổ kia, chỗ vòng đổ mật là từ 7 đến 8 ly, chỗ vòng đẻ con là từ 12 đến 15 ly. Trong tự nhiên nó đã như vậy rồi thì phải phụ thuộc với đặc điểm sinh học của nó rồi. Cho nên đôi lúc bà con cứ làm bánh tổ, làm cái thùng ong rất rộng 48 phân, hoặc là xà cầu rộng những 3 phân hoặc hơn 3 phân, thì nó không phù hợp với đặc điểm sinh học của nó. Đặc điểm sinh học của nó là chỉ khoảng cách này chỉ 7 đến 8 ly, và chỗ đẻ con là 10 đến 15 ly, thì vừa hai xà cầu 2 phân 7 với một cái thước 0,7 ly đến 0,8. Đấy. Thế cả một khối lượng, cả một cái số bánh tổ trong đàn ong là một cái khối sinh học đặc biệt, là nó giữ được ôn độ này, ẩm độ này. Lúc nào trong đàn ong cũng phải giữ được nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, ẩm độ phải thường 60, 65, 70% trong đàn ong. Cho nên khi đàn ong để rộng quá, đàn ong không điều chỉnh được nhiệt độ, ảnh hưởng đến đấu trùng, ảnh hưởng đến quá trình phát dục của ấu trùng, đặc biệt là của ấu trùng ong chúa và ong thợ. Cái thứ ba là cái khoảng cách rộng quá, ong không điều chỉnh được, và cái đường đi rộng quá thì thường nó xây cái lưỡi mèo. Cho nên bà con thích, có những tại sao nó xây lưỡi mèo giữa hai bánh tổ, vì nó khoảng cách đó không phù hợp, nó phải xây bánh tổ chèn vào. Cho nên là bà con hết sức coi trọng cái cho thước và cái xà cầu, đàn ong mới giữ được ôn độ, ẩm độ để giữ ấm cho ấu trùng. Khi người ta đã nghiên cứu được cái kết cấu của tổ ong trong tự nhiên rồi, là từ đàn ong nó làm trong đỏ, trong hang đá, trong hốc cây, thì người ta mới nghiên cứu ra cái khung cầu, cái diện tích cầu, cái diện tích của thùng ong và kích thước của thùng ong. Xin thưa bà con, đấy, nó cả là cái quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học từ xưa, từ trước đến nay để có kết luận như vậy. Xin thưa bà con, không phải ngẫu nhiên người ta kết luận đưa cái kích thước của thùng ong trong phạm vi ấy, chứ không phải muốn làm rộng thế nào thì làm, hoặc là muốn làm hẹp thế nào thì làm. Người ta đã nghiên cứu cái khoảng cách nào có kết quả tốt nhất, có năng suất cao nhất, đàn ong phát triển tốt nhất. Xin thưa bà con, đấy cả là cái quá trình nghiên cứu rồi, và nó là phù hợp với đặc điểm sinh học của đàn ong. Chứ cái gì làm trái với quy luật sinh học thì đàn ong vẫn sống nhưng phát triển rất hạn chế. Bà con không thể tưởng tượng được cái tốc độ phát triển đến đâu. Xin thưa bà con, nếu càng vận dụng được cái sinh học của đàn ong càng vào sản xuất được càng đúng bao nhiêu thì kết quả càng cao bấy nhiêu. Xin thưa bà con, đây là những nét cơ bản về kết cấu của thùng ong, kết cấu của tổ ong. Cho nên là bà con nghiên cứu, còn có gì thắc mắc, còn có gì cần trao đổi thêm, xin bà con
trao đổi thêm một phần bình luận để chúng tôi giải thích thêm cho bà con. Còn các phần sau tôi sẽ nói tiếp về phần sinh học ở những phần tiếp theo. Vừa rồi thì các bác vừa xem hết cái video của thầy Ngô Đắc Thắng có kết hợp cùng với kênh YouTube An Thịnh chia sẻ trong một cái chuỗi video, một series về kỹ thuật nuôi ong cũng như là tác dụng của các cái sản phẩm của ngành ong như là mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa. Thì nếu các bác nào thấy các cái video này của thầy Ngô Đắc Thắng chia sẻ mà hay thì hãy bấm vào nút đăng ký và chia sẻ những cái nội dung này. Nếu các bác nào mà lần đầu tiên xem kênh và thấy nội dung kênh hay, thực sự có kiến thức thì đăng ký và chia sẻ nó để nhiều người có thể biết đến kênh YouTube An Thịnh và có rất nhiều thông tin bổ ích ở đây. Và cũng vô cùng biết ơn các bác đã xem hết những cái nội dung video này. Và nếu cần cái gì về thông tin gì về ngành ong, về phấn hoa, mật ong chi tiết hơn thì các bác có thể đặt câu hỏi ở phần bên dưới, ở phần bình luận bên dưới. An Thịnh sẽ chuyển những câu hỏi này đến thầy. Một lần nữa xin được cảm ơn, xin cảm ơn tất cả các bác. Và hãy nhớ đăng ký và chia sẻ cái video ngày hôm nay. See.